Đây, em xin test cái đế này là cái đế cho anh Minh Hoàng ha. Anh xem giùm em bề mặt của nó này, rất là đẹp nha, không có bị nứt nẻ, trầy xước, dính bẩn gì nha. Dạ, đế này thì em bỏ pin vào rồi ha. Đây, mình xin test pin trước nha. Thì chỉ còn bỏ pin vào và cho sản phẩm lên. Đây, em lấy đỡ cái nón kết của em nè, em bỏ lên. Rồi, chỉ cần bật công tắc lên này. Đây, là nó xoay thôi. Dạ em xem nha, đế này xoay rất là đều nha, không có rung giật hay là lỗi gì xảy ra ha. Rồi anh có thể đổi chiều bằng cái công tắc này, là anh dịch sang bên phía còn lại đó, là nó sẽ đổi chiều chính giữa là tắt. Thì anh xem ha, đế xoay xoay rất ok nha, không có bất cứ vấn đề gì hết. Là cái này là phần test pin nha, thì khi mình dùng pin là không có ghim điện, điện mình đang chuẩn bị sẵn đây nhưng mà không có ghim ha. Rồi anh xem trước video này.